xin chào các mày đang nghe bài. Tao là Gator, cầm chim tao bắn chết mấy con chim khác quá hay nhờ. Tao là giang hồ trong game, game nào giết chóc thì tao chơi. Em tao mà nếu có đội tao nói thay đồ anh dẫn mày đi bơi. Bước vào liên minh tao chọn khoa ngay thằng Yasu vào thẳng mà nếu có xanh tao trái cao thủ còn lại có fit. Điều này mạng tao hơi lát, chịu khó gánh nốt tờ game này. Game sau tao làm game tờ đi giết cái đệt cho chúng mày khen này. Còn về liên quân thì đừng nói tới, tướng nào tao cũng bét. Mỗi tội chơi tướng miễn phí chứ chưa có tiền mua con nào hết. Tụi mày yên tâm mà vào game, tao làm giang hồ giết quái rừng. Nếu tao một người thì hãy xem lại số lính tao giết phải nói là quá trời. Tao cầm A để lao thẳng vào đội hình đối phương, vì tao chính là game tờ không sợ gì hết, chỉ sợ chết thôi. Còn nếu tao chơi vị trí đối đòn thì tao sẽ phía sau tiền tuyến. Chờ đồng đội tao lao lên chết hết rồi tao xông pha Sida đi cống hiến. Trời đủ, giang hồ kỳ ba. Chứ mày muốn sao? Mày tuổi gì? Chứ tao tuổi heo đó. Giang hồ đây rồi, giang hồ, giang hồ. Bước vào GTA 5 tao cũng là giang hồ. Không phải Vico City giang tờ không biết bơi đúng điên rồ. Tao rất hổ báo tay trái để bác tay phải M4A1. Tao sẽ chỉnh mã để được bất tử nhẹ nhàng đại náo cả thành phố. Mày không biết đâu tao ở trong game, muốn lấy xe nào thì tao lấy. Thằng nào mà cố đánh lén ráng đánh cho hay đừng để cho tao thấy. Mày để tao thấy thì tao sẽ chạy đừng hỏi vì sao không kịp đấy. Giang hồ có ở trong máu nên thấy kẻ địch tao đề mấy tao chạy. Còn cái game quỷ bất tờ rau mà có nói tới tao cũng biết. Tao sẽ tấn công kẻ địch bằng cách sinh tồn bản năng của tao hết. Kẻ địch thấy tên là phải khiếp sợ không dám lại gần vì sợ chết. Ngà cái không có tiền mua game nên ba cục trên chỉ là tao bốc phét. Còn Mario giết máy cày nắm tàu lao. Tao là gan tờ giải cứu công chúa đi kiếm tiền trước rồi tính sao. Kiếm thật nhiều tiền để xây dựng lại cái sân trồng cỏ trước nhà tao. Trồng mấy cây nấm không đủ sức mạnh để tao trở thành siêu nhân gao. Mày đừng nói tao như vị thần mà hãy gọi tao là giang hồ. Có mặt trong tất cả các game xin mày report để tao hộ. Đặc điểm nhận dạng là luôn chơi game khinh thường kẻ địch. Lao vào tấn công mà không cần biết thằng kia hút đến nấm có vô cực. Trên người có nhiều vết thẹo do quá nhiều lần giang hồ nằm xuống. Rắn tông thọ không phải chức tướng mà thông thạo cách đếm số. Giang hồ có khắp các game nhưng tao sợ nhất cái game liên minh. Không ngồi lao vào trận chiến giang tờ gãy cánh đánh thanh quá trời phát tiếng.